cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có nợ được một số cái cọng mà đầu của đèn đèn chớp Susan. Và cái dòng hoa chớp Susan này cô chú, mình nhìn cái mặt hoa này nó chớp rất là sâu. Và cái cây này là cây mới vừa nở, chưa có nắng nên cây nó chưa được lên màu đẹp nha cô chú. Cây này là màu đỏ rực luôn, rất là đẹp. Nhưng mà khi mà tầm khoảng chừng một tháng sau hoa nó tàn thì cái màu sẽ hơi màu hồng lại một tí nha cô chú. Lúc mới đầu nở thì nó sẽ hoa như vậy. Thì có một số cô chú mình hỏi con là lúc đầu thì nó nở như thế nào. Thì đây là cái mặt hoa lúc đầu nở nè cô chú. Còn ở phía sau thì cái mặt hoa của nó tầm khoảng một tháng sau thì hoa sẽ hơi màu nhạt nhạt là một tí. Và cái dòng Susan này của chúng mình nhìn nè, đây là dòng chớp toàn diện luôn cô chú. Chớp nè cô chú, chớp luôn cả mặt sau nè, chớp cánh sau nè, rồi cái lưỡi này nó cũng chớp luôn. Và hoa này là cực kỳ đẹp nha cô chú. Và bên cái hàng bên con hiện tại đang có hai cọng đầu cho các cô chú mình về sưu tầm. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4 Tiến Chánh Tân An Long An. Sau đây thì sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây của dòng chớp Susan ngày hôm nay. Và đây là cái hình cây của trồng chớp Susan đầu tiên nha cô chú. Cây này vẫn có mắt đầy đủ nè. Và cây này là cây cộng đầu, cây đang hoa cho các cô chú mình về sưu tầm luôn. Và giá tiền của cộng đầu tiên này của cái dòng chớp Susan ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền cho các cô chú mình về sưu tầm cái cộng này. Giá tiền của nó hiện tại cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 1.200.000 cho cộng chớp Susan nha cô chú, rất là đẹp. Cây này mình về thì cô chú mình sẽ cắt hoa mình bỏ nha cô chú. Tại vì nếu mà mình nuôi hoa này thì cây sẽ mất sức. Về là cô chú mình thấy cái mặt hoa này mình cắt bỏ hoa liền. Hoặc là cô chú nào mình sợ cái mất sức sớm á thì mình nói con cắt bỏ luôn. Con sẽ bỏ cái vỏ hoa vô cho cái cây cho các cô chú luôn ha. Con đóng chung thùng luôn. Mã số là mã số 1. Và kích thước của cái mã số 1 ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hoa Lan của mình con đang đo được á, kích thước chuẩn của nó hiện tại là 17 cm. Và giá tiền của nó con bán ra để các cô chú mình về sưu tầm cái mã 1 này với giá tiền là 1.200.000. Dòng này là dòng chất Susan nha cô chú. Đây là cây Susan, mã số là mã số 2. Cây này thì nói chung mà đã lên mầm rồi. Và nó vẫn còn một mắt nữa bên cửa hàng bên con chưa khai thác nha cô chú. Mầm đang lên rất là khỏe nè. Và cọng này thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền các cô chú mình về sưu tầm đó là 1 triệu chẵn. Và kích thước của nó hiện tại cửa hàng bên con đã được là 15 cm. Đang lên một mầm nha cô chú, rất là đẹp. Đây là cọng đậu luôn. Giá tiền là 1 triệu chẵn các cô chú mình về sưu tầm chớp Susan, mã số là mã số 2, giá 1 triệu. Và như các cô chú mình đã thấy rồi, đây là cái mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Số điện thoại bên con là 0908 846 04, địa chỉ nằm ở phường 4 Tiến Chánh Tân An Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Mua xin chào cô chú. Đây là dòng chớp Susan.